ra à, Tuấn xem lại cái hành trình 6 năm vừa rồi của trường doanh nhân mà cũng rất là hạnh phúc là bởi vì à, cái lúc đầu thì cũng chỉ nghĩ là đơn giản là 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 cái câu chuyện là khi mà đi tư vấn cho các doanh nghiệp ấy, thì phần lớn là à, nếu mà loại bỏ cái nhân sự cũ ấy thì rất là đáng thương cho họ rất là đáng thương cứ đi đến doanh nghiệp nào mà đuổi hết cái doanh nghiệp mà nhân sự cũ của doanh nghiệp ấy đi thì ông chủ cũng lo lắng mà mà cán bộ nhân viên nó thấy mình đến như con cọp ấy. thế thì không được thế bây giờ phải có một cái giải pháp nào mà sử dụng chính những người cũ mà họ làm được việc thế thì với quay qua đào tạo và cũng nhờ mà 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 đào tạo như vậy thì vào một ngày đẹp trời đã đã nghĩ đến chuyện mà mở ra những cái trường đào tạo như trường doanh nhân siêu Việt Nam này và xin chia sẻ với cả nhà rằng là cái cơ chế căn bản lớn nhất của con người ấy thì là cái phần thân và phần tâm chính là phần chính cái phần đó là cái phần nó như kiểu cái đĩa để nâng đỡ tuệ nó giống như cái não của mình thì thân và tâm nó như cái vỏ não ấy. Và nếu như thân tâm mà không có thì có bao nhiêu kiến thức vào nó cũng trôi đi mất. Thế thì điều quan trọng nhất là thân và tâm. Vậy thì cái môi trường doanh nhân siêu Việt Nam là phải có được thân tâm. Mà thân thì không làm cách nào khác ngoài rèn luyện cả. Không có anh nào học mà lại trở thành chịu khó được cả, không có anh nào học mà lại chịu đựng khổ được cả. Chỉ có rèn luyện thôi. Mà phần tâm cũng vậy, phần tâm yêu thương là chỉ có tập thôi. Chứ còn cái tâm của mình nó nó khôn lỏi lắm, nó ích kỷ lắm Mà chỉ có tập, chứ không có cách nào khác, cái gì cũng phải huấn luyện Thế còn kiến thức thì anh học thì anh có, anh nhớ được Học lý thuyết là tôi nhớ được Nhưng còn thân và tâm làm phải rèn luyện Vậy thì cái môi trường trường doanh nhân siêu Việt Nam ra đời là 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 giải quyết cái bài toán thân tâm Còn kiến thức trí tuệ ở ngoài thì đầy Ở đâu cũng có, thậm chí lên trên mạng search Google cũng có Nhưng mà thân tâm thì bắt buộc phải rèn luyện, phải có môi trường và xin chia sẻ với cả nhà là uh, vậy thì để làm được cái việc đó thì cái thách thức lớn nhất ấy, thách thức lớn nhất mà chúng ta gặp phải mà đến bây giờ cũng đang gặp phải đó là đội ngũ giảng viên thực tiễn mấy anh làm CEO ấy thì để mà tạo ra thu nhập cá nhân của anh ấy một tháng là vài trăm triệu thì đây nhiều lắm còn cái cái loại mà tạo ra thu nhập vài triệu thì mời đến dạy cho học sinh nhà mình thì nó khởi nghiệp nó chỉ phá sản thôi Chế nên bắt buộc phải mời cái anh mà có thu nhập vài trăm triệu tháng mà mấy bố thu nhập vài trăm triệu đến tháng mà dạy cho các con là vài triệu một buổi mà vài triệu là bọn tôi cũng đã gù lưng rồi nhá bởi vì thu học phí nó không có cao. Thì vài triệu một, một 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 buổi thì các bố không đi dạy. Nhưng mà các bố nào cũng nói rằng là chúng ta phải yêu thương, chúng ta phải chia sẻ, chúng ta phải cho đi. Đấy, nhưng mà cứ mời các bố là em bận rồi. Đấy. Thế thì đấy là một cái thách thức rất là lớn. Thế thì rất là may mắn là mình có cái cộng đồng bên bên Tuấn là có cái cộng đồng học viện siêu Việt Nam thì đào tạo học viên ra thì các anh cũng được nhắm nhiều rồi. Thế thành ra là bây giờ anh cũng tử tế anh quay lại anh chia sẻ lại cho cái thế học viên tiếp theo. Và nhưng chắc chắn càng ngày thì nó càng thuận lợi hơn bởi vì các anh chị cái lớp trước ấy K1, K2, K3 mà các anh chị đi làm các anh chị thành công rồi ví dụ như là K6 chuẩn bị ra trường mà tầm 4 năm nữa là mấy ông mà chén được rồi ấy, thì quay về phải quay về giúp các em nó dạy cho các em chứ thầy rồi đến một ngày nào đó thì vài năm nữa thì thầy mệt thì thầy cũng chết thôi phải không thì bắt buộc là các cái thế hệ anh em phải có cái cái tư tưởng yêu thương nhau ở đây thì nói cũng có một số anh chạy lòng đấy bởi vì là là cũng đi khợp hoài không có quay về giúp các con các em đấy thì thì các anh cũng mong là ở đây thông qua cái chương trình này thì gửi gắm cái thông điệp là mong các cái doanh nhân thành công Thôi thì các anh để ý thế hệ sau tí Đáng lẽ ăn 10 thì tém nó lại ăn chín thôi Còn một là dành thời gian cho con em nhà mình Chứ không nó dở lắm Ở Việt Nam là Là cái thằng làm kinh doanh được thì không đi dạy Mà thằng đi dạy kinh doanh thì lại không làm được Tôi thì cứ nói đùa với anh em Tôi bảo là Nắm nghề đi dạy cho mấy ông trẻ con là mệt nhất Là bởi vì đi làm mà Ví dụ như bọn tôi đi tư vấn doanh nghiệp Là tôi đi tư vấn thì kiếm 250 triệu một ngày Mà nó nhàn tênh à, à Mà dạy cho mấy ông trẻ con đó, Thì rất là vất vả Bố mẹ thì nhìn thầy đầy nghi ngờ Có phải đa cấp không <laughs> Các con nhìn thầy lúc đầu thì không biết thằng này nó có dạy được mình không? Thế thì mà xong rồi hết một năm rồi lại còn phải bảo hành Tức là rất là phức tạp nhưng mà thôi vì cả cái thế hệ dân tộc thì mong rằng là cái thông điệp cuối cùng là mong rằng tất cả các doanh nhân uh, thành công uh, mà các anh chị ngồi đây là các doanh nhân thành công rồi thứ hai là uh, cái thế hệ anh chị em uh, sinh viên k sáu này này ra trường mà trong tương lai mà thành công thì quay về dạy còn không thành công thì thôi <laughs> thành công thì nhớ quay về dạy các em đấy là cái lời hiệu triệu và kêu gọi và cũng rất mong các bậc phụ huynh cùng đồng hành với trường doanh nhân siêu Việt Nam vì cô giáo cũng như mẹ hiền thì hai bên cùng phối hợp để tạo nên một bên là là nhân đúng không? Các anh chị đẻ ra nhân, bọn tôi là duyên mà nhân tốt cộng với duyên tốt ắt sẽ có thành quả tốt. Và một lần nữa xin cảm ơn cả nhà.